Chào các em học sinh, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bài giảng trong khóa học ôn tập hè của Olimed. Bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ đưa đến cho các em một phương pháp khá hữu dụng trong việc giải các bài tập ở chương trình toán lớp 5, đó là phương pháp giả thiết tạo. Đầu tiên thì ta sẽ cùng tìm hiểu như thế nào được gọi là giả thiết tạo. Giả thiết tạm nghĩa là ta sẽ đặt ra một trường hợp cụ thể nào đó không xảy ra, không phù hợp với điều kiện của bài toán, một khả năng không có thật, thậm chí đó là một tình huống vô lý. Tuy nhiên thì các giả thiết này chỉ là tạm thời để giúp cho chúng ta có thể đưa bài toán về bài toán đã biết hoặc lập luận để suy ra được cái phải tìm. Cô sẽ giúp các em có thể nắm vững được lý thuyết cũng như cách sử dụng phương pháp giả thiết tạm vào giải toán thông qua các ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên là một bài toán cổ khá quen thuộc cho bài thơ. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn, hỏi có bao nhiêu gà và bao nhiêu chó. Đây là một bài toán khá quen thuộc với các em học sinh. Tóm tắt, chúng ta có tổng số gà và chó là 36 con, số chân là 100 chân. Tính số gà và số chó, ta đã biết gà có 2 chân và chó thì có 4 chân. Cô sẽ đi phân tích bài toán. Ta biết lại tóm tắt. Đầu tiên, nếu giả sử cả 36 con đều là gà thì khi đó do mỗi con gà có 2 chân nên ta sẽ tính được tổng số chân là 72 chân. Tuy nhiên, đề bài lại cho chúng ta là 100 chân. Như vậy, cái giả thiết cả 36 con đều là gà là không hợp lý. Vậy, để tăng được số chân từ 72 chân lên 100 chân, chúng ta phải thay gà bởi chó. Có một nhận xét, nếu thay một con gà bởi một con chó thì khi đó số chân gà sẽ giảm đi 2 nhưng số chân chó tăng thêm 4. Từ đó thì tổng số chân sẽ tăng thêm 2 chân. Đúng như vậy, tổng số chân thì bằng số chân gà cộng số chân chó. Số hạng thứ nhất giảm đi 2 nhưng số hạng thứ hai lại tăng thêm 4, khi đó tổng của chúng ta sẽ tăng thêm 2. Vậy nếu như chó có 1 con, gà có 35 con thì số chân sẽ tăng từ 72 lên 74 chân. Tuy nhiên, từ 74 đến 100 chân thì còn một khoảng, như vậy ta lại tiếp tục thay một gà bởi một chó. Tức là nếu như gà có 34 con, chó có 2 con thì số chân sẽ được tăng từ 74 lên 76 chân. Ta nhận xét rằng mỗi lần thay một gà bởi một chó thì tổng số chân sẽ tăng thêm 2. Như vậy, để tăng từ 72 chân lên 100 chân thì chúng ta có phép tính để tính số lần thay gà bởi chó như sau. Ta sẽ lấy 100 trừ đi 72, sau đó thì chia cho 2 và được 14 lần. Từ 14 lần thay gà bởi chó thì ta sẽ tính được số chó là 14 con và số gà sẽ là 22 con. Sau khi phân tích bài toán thì chúng ta có lời giải đầy đủ. Đầu tiên, nếu cả 36 con đều là gà thì khi đó tổng số chân sẽ là 36 x 2 bằng 72 chân. Tiếp theo, nếu ta thay một con gà bằng một con chó thì tổng số chân sẽ tăng thêm 2 chân. Như vậy, tổng số chân sẽ tăng từ 72 chân lên 74 chân. Như đã phân tích, để tăng từ 72 chân lên 100 chân thì chúng ta sẽ tính được số con chó chính là 100 trừ đi 72, sau đó chia 2 bằng 14 con. Cơ sở của phép tính này là gì? Chúng ta sẽ lấy tổng số chân thực tế trừ đi tổng số chân giả thiết tạm, sau đó chia cho sự chênh lệch khi ta thay một con gà bằng một con chó và từ đó suy ra được số chó. Và số gà thì sẽ bằng tổng trừ đi số chó bằng 22 con. Đáp số cuối cùng gà 22 con và chó là 14 con. Ở đây ta đã thể hiện việc sử dụng phương pháp giả thiết tạm ở đâu. Đó chính là ở dòng đầu tiên, khi ta giả sử cả 36 con đều là gà thì ta sẽ biết được tổng số chân lúc giả thiết tạm. Dựa vào tổng số chân thực tế cũng như sự chênh lệch thì ta sẽ tính được số chó, từ đó suy ra số gà. Đó là ví dụ đầu tiên. Tiếp theo thì cô đưa ra ví dụ thứ hai. Cho tổng số gà và chó là 10 con, số chân gà nhiều hơn số chân chó là 2 chân, tính số gà và số chó. Ví dụ này khác ví dụ thứ nhất, cho hiệu số chân chứ không phải tổng số chân. Vẫn sử dụng phương pháp giả thiết tạm để giải quyết bài toán này. Đầu tiên, ta sẽ giả sử cả 10 con đều là gà thì khi đó tổng số chân gà là 20 chân, tổng số chân chó chỉ là 0 chân.
là nếu như ta có 10 gà thì ta sẽ tính được hiệu số chân gà trừ đi số chân chó là 20 trừ đi 0 bằng 20 chân. Tuy nhiên đề bài lại cho chúng ta hiệu số chân không phải là 20 chân, như vậy ta phải thay gà bởi chó. Nhận xét rằng nếu như thay một con gà bởi một con chó thì hiệu trên sẽ giảm đi 6 chân. Đúng như vậy, thay một gà bởi một chó thì số chân gà sẽ giảm đi 2 nhưng số chân chó lại tăng thêm 4. Số bị trừ giảm đi 2, số trừ tăng thêm 4 thì hiệu của chúng ta sẽ giảm đi 6. Từ sơ đồ ta thấy nếu như có 9 gà và 1 chó thì hiệu sẽ giảm từ 20 chân xuống chỉ còn 14 chân. Cứ tiếp tục thay gà bởi chó, ta sẽ tính được số chó là 20 trừ đi 2, sau đó chia cho 6 và bằng 3 con. Cơ sở của phép tính này thì hoàn toàn tương tự như cách giải thích mà cô vừa nói ở phép tính của ví dụ đầu tiên. Từ số chó thì chúng ta sẽ suy ra được số gà một cách dễ dàng. Đáp số cuối cùng của bài toán, gà có 7 con và chó có 3 con. Nhìn vào đây thì các em cũng sẽ nhận ra ngay phương pháp giả thiết tạm đã được sử dụng. Chúng ta giả sử cả 10 con đều là gà thì sẽ suy ra được hiệu số chân lúc giả thiết tạm. Chúng ta cùng đến với ví dụ thứ 3. Cho số gà nhiều hơn số chó là 6 con và tổng số chân là 30 chân, tính số gà và số chó. Như vậy, ở ví dụ này thì người ta cho chúng ta hiệu số con và tổng số chân. Cách làm của ví dụ thứ 3 có khác với ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ 2 hay không thì cô trò chúng ta sẽ cùng đi phân tích. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ sử dụng phương pháp giả thiết tạm để giải quyết bài toán này. Đầu tiên, ta giả sử gà có 6 con và chó có 0 con thì khi đó tổng số chân gà sẽ là 12 chân và tổng số chân chó là 0 chân. Ở đây ta sẽ giả thiết khác với giả thiết ở hai bài đầu tiên. Hai bài đầu tiên cho chúng ta tổng, như vậy chúng ta sẽ giả sử cả số đó đều là gà. Còn ở đây người ta cho hiệu thì chúng ta sẽ giả sử gà có 6 con và chó sẽ có 0 con. Từ đó ta sẽ suy ra được tổng số chân gà và số chân chó lúc này là 12 chân. Liệu ta có thể làm giống như ở ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai, tức là thay một gà bởi một chó được hay không? Thì câu trả lời là không, bởi vì ở ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai, tổng của chúng ta không thay đổi. Để đảm bảo được điều đó, ta mới thay một gà bởi một chó. Còn ở đây, nếu muốn hiệu số con không thay đổi, thì chúng ta cần phải tăng thêm một gà và một chó. Đúng như vậy, nếu như thêm một con gà và một con chó thì gà vẫn hơn chó là 6 con. Khi đó, tổng số chân gà và số chân chó sẽ tăng thêm là 6 chân. Số chân chó sẽ tăng thêm 4 và số chân gà tăng thêm 2. Như vậy là số hạng thứ nhất tăng thêm 2, số hạng thứ hai tăng thêm 4, tổng của chúng ta sẽ tăng thêm 6. Từ đó, tổng số chân sẽ được tăng từ 12 cộng thêm 6 và thành 18. Để có tổng số chân từ 12 chân lên 30 chân, chúng ta sẽ tăng thêm 3 chó và 3 gà. Như vậy số chó là 3 con và số gà là 9 con. Phần in đậm chính là phương pháp giả thiết tạm. Khi ta giả sử gà có 6 con và chó có 0 con, ta sẽ tính được tổng số chân giả thiết tạm. Dựa vào tổng số chân thực tế và sự chênh lệch thì chúng ta sẽ tính được số chó và số gà. Những bước này thì hoàn toàn tương tự với ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ nhất, ví dụ thứ hai và ví dụ thứ ba đã cho chúng ta các trường hợp về tổng số chân, hiệu số chân. Ở ví dụ thứ tư thì chúng ta sẽ đi đến trường hợp cuối cùng, tức là người ta sẽ cho chúng ta hiệu số con và hiệu số chân. Yêu cầu của đề bài là chúng ta phải tính được số gà và số chó. Về phần giả thiết tạm thì tương tự với ví dụ thứ 3, chúng ta cũng sẽ giả sử gà có 8 con và chó có 0 con. Khi đó, hiệu số chân của chúng ta sẽ là 16 chân. Khi ta thêm một con gà và một con chó thì gà vẫn hơn chó là 8 con. Nhưng khi đó thì hiệu sẽ giảm đi là 2 chân. Số bị trừ tăng thêm 2 nhưng số trừ lại tăng thêm tận 4. Như vậy hiệu của chúng ta sẽ giảm đi 2. Từ đó ta suy ra được hiệu số chân sẽ chỉ còn 14 chân. Để giảm từ 16 chân xuống còn 4 chân thì ta phải tăng 6 chó và 6 gà. Như vậy số chó tính được sẽ là 6 con và số gà là 14 con. Ta được đáp số cuối cùng, gà 14 con và chó 6 con.
Và phần khoanh tròn chính là cách ta sử dụng giả thiết tạm. Giả sử gà có 6 con, chó có 0 con thì ta sẽ tính được hiệu số chân lúc giả thiết tạm. Các em cần phải hiểu được tại sao lại có phép tính tính số chó, bởi vì đây chính là cơ sở của phương pháp giả thiết tạm. Như vậy là cô đã nêu ra cho các em một vài ví dụ đặc trưng về việc sử dụng phương pháp giả thiết tạm trong giải toán. Các em có thể tìm hiểu thêm rất nhiều bài tập cũng như lý thuyết ở đường link mà cô đã đưa. Sau khi học xong thì các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới. Hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.